Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Thì lần trước bà của Hoa cũng đã cưa một cây sào rồi, đã gom gọn nhánh rất là nhiều củi. Bây giờ sẽ tiếp tục cưa cây sào kế bên. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trời mới vừa mưa xong, cây dừa ướt hết trơn. Bà cô Hoa sẽ cưa cây sau, ở chính giữa hai cây dừa luôn. Có rất là nhiều dừa và nhiều dừa khô nữa. Cây sau này có nhánh đã bị tét, nó xoáy cái nhánh này. Cây cũng rất là lớn. Ở dưới phía dưới gốc thì có rất là nhiều cây cản trở nhánh để đi xuống. Bây giờ cây sao nó bị ướt luôn. Cái mít này đã bị chết rồi. Cây mù u đã chết rồi. Chỉ có trống ngay chỗ này để cho nhánh sau đi xuống thôi. Chủ nhà để chống mít hoặc là làm gì cũng rất là ngon, rất là tiện. Chừa cái nạn để chống mít. Cái hoành cây sao quá trời lớn. À, đoàn đang ngắm hướng cần hồi xây che dây về hướng nào? Thì trên đây nó có hai cây dừa hai bên, cây sau với giữa mà nhánh thì che khuất hết rồi. Hai nhánh thì toàn nằm phía trên thôi, phía dưới chỉ có một hai nhánh nhưng mà nó trống, nằm phía bên cây mù u đã chết. Cây sau nó nghiêng vào trong hai cây dừa luôn. Hôm nay đi theo có chú Minh, bạn đồng nghiệp với ba của Hoa đi theo cơ phụ. Bây giờ sẽ cưa bỏ cây mít. Cây mít này cũng xi. Sẵn dưỡng cho cây sầu riêng cái bên. Nãy đi dính rất là nhiều đất nên nó sẽ chùi ra bớt để không bị trơn. Bà của Hoa đã cột cái máy cưa ở phía dưới sẵn luôn rồi. Giờ sẽ leo lên cây. Vì cây này dưỡng lại nên không có leo bằng bộ móng. Bị tét nó rớt xuống rồi.
quá nhiều tàu dừa cũng hơi khó leo. Và cây sau này như ở phía trên nó bị đóng rong rêu nó mọc lên. Leo tút phía trên đọt luôn rồi. Còn bên dưới này nhé, bên dưới nha. Ba các bạn sẽ đạp những cái nhánh khô trước để hồi có sơ sức mình đạp lên thì nguy hiểm. Có cái nhánh phía giữa hai cây dừa thì gieo qua vườn mít ở nhà cái bên quá nhiều, chắc cái nhánh này treo dây cũng hơi khó khăn một chút. Dây đâu có ngục được không? Dây này to lắm rồi. Dây dính dây này không? Dây này dài lắm.
Mấy cái tàu dừa nó chổi vào trong cơ thể của mình đó. Thường thì có nhiều sâu nái ở trong lá dừa nên sẽ cưa bỏ đi để không bị nó bắn vào trong mình của mình gây khó chịu. Dài gần tới phía dưới gốc luôn. Rồi còn một chút xíu nữa là tới dưới gốc rồi. Nhánh sao quá bự luôn rồi. Đã xuống an toàn rồi. Ở phía bên này là nguyên hàng mít luôn. Giờ chúng mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra nha. Mình cắt lẹ luôn để cho không bị nhánh trên nó xuống đèn. Giờ lần trước cưa như vậy thì rất là cực. Lần trước cũng không có chúng mình đi theo phụ nữa. Oh.
trời đang vào đợt bão hay gì á, nên trời cũng hơi tối, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Nó không có được rõ nét. Khá bự, không có nhánh nào nhỏ để treo cái mái cưa hết. Anh bao của Hoa cưa vào cái nhánh cây để đỡ cái mái ở đó luôn. Rồi gió nó bê cái mấy nhánh cây sao qua khỏi vườn mít luôn. Mệt kịch, dây ở phía bên dưới nên không có xả xuống được. Cây sao nghiêng mà gặp gió nữa. Hôm mưa lâm căm rồi. Lên xuống đi. Mưa đang nặng hạt dần. Mưa đang nhiễu hộp. Dây để hạ cái máy cưa xuống trước.
mưa lớn luôn rồi. Bị vướng mấy cái nhánh ở phía trên nữa. Ra chú Minh ơi. Đi nè chú Minh ơi. Đi ra chú khác. Đặt cái nhánh cây xuống góc xuống à. Đây bị vướng. Cái nhánh cao nó bị mắc nhẹ rồi, cái nhánh nhỏ bên đó mà nó dưới luôn đó. Cho dù trời đang mưa nhưng ba của Hoa vẫn bình tĩnh đi xuống bình thường luôn, không có gấp gáp gì hết. Cái này tại vì mưa là mình không cháu trên cây cao. Cao là cái máy mình nó dẫn điện đó, đang ấy đó là nó sẽ bị là sấm sét á, dẫn nó nổ chết. Cho nên mình xuống. Vừa xuống cái ông tạnh mưa. Dạ, giờ nắng luôn. Nắng lên. mới nắng rồi, cũng gần cái trụ điện cao thế nên cũng rất là nguy hiểm.